Chào mừng quý vị đến với chương trình Bếp Yêu Thương, chương trình với sự đồng hành của dầu ăn cao cấp Mezan. Phan Anh đang có mặt tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái và khách mời của chúng ta ngày hôm nay là một MC rất được nhiều người yêu mến. Đó chính là Phan Anh. Trời ơi. Người ta đang hào hứng, đang làm nhiệm vụ của mình. Nhưng mà anh tranh vị trí MC của em. Anh hào hứng quá, anh làm cho em đang định nói xong rồi anh giới thiệu luôn. Là bây giờ em không được quyền giới thiệu anh nữa, chán. Nhưng mà Thanh Vân biết không, khi mà được làm một chương trình có ý nghĩa như thế này, được đi khắp mọi miền đất nước, đến với đồng bào của mình, thật sự là Phan Anh rất là ghen tị. Và trong khung cảnh này thì thôi, hà lỗi cho Phan Anh tí. Thôi được rồi, em nghĩ là bây giờ là lúc anh trả lại vị trí MC cho em rồi. Xin mời. Và khách mời của chúng ta ngày hôm nay là MC Phan Anh, một chàng trai đã rất quen thuộc với chương trình Bếp Yêu Thương. Đây không phải là lần đầu tiên anh đến với chương trình đúng không ạ? Vâng, và lần thứ hai thành ra lại càng vinh dự hơn rất nhiều. Vâng, hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến thăm bếp ăn yêu thương của trường tiểu học và trung học xã Suối Quyền, huyện Văn Chấn ở Yên Bái. Em với anh sẽ phải đi đến đó bằng có lẽ phải bằng xe máy. Vậy thì thầy cô giáo cũng sẽ ở lại luôn trong trường đúng không? Không ạ, thầy cô giáo thì vẫn đi về hàng ngày, nhưng mà có những bạn học sinh nhà rất là xa thì có khi là một tuần hoặc là một tháng thì các bạn ấy mới về nhà một lần. Và các bạn ấy đôi khi là phải chuẩn bị cơm đi để mang đến trường. Bữa cơm của họ có khi chỉ có cơm với muối thôi anh ạ. Chính vì vậy Phan nghĩ rằng là hành trình của Bếp Yêu Thương sẽ càng thêm phần có ý nghĩa, bởi vì chúng ta đã đến được đúng nơi cần đến. Đúng vậy, nhưng mà ngày hôm nay anh sẽ không chỉ đơn giản là một khách mời như là chương trình lần trước đâu, mà Phan Anh sẽ phải trải qua một thử thách. Và nếu như anh chiến thắng ở thử thách này thì anh mới mang được 15 triệu về cho Bếp Yêu Thương của trường. Nhắc đến thử thách thì phải nói với Thanh Vân là Phan Anh không có ngại gì cả, bởi vì là có một câu nói là đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên, mà Phan Anh cũng là thanh niên, thành ra là không có ngại gì hết cả. Rồi, sẵn sàng đối mặt với thử thách. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến ngay với trường trung học và tiểu học này nhé. Em mời anh. Chỉ cách thị xã Nghĩa Lộ tỉnh Yên Bái hơn 10 km, nhưng do đường đèo hoang sơ, hiểm trở, Suối Quyền vẫn là một trong hai xã nghèo nhất của huyện Văn Chấn. Chúng tôi có dịp trải nghiệm cái vất vả của các thầy cô mỗi ngày hai lượt đến trường. Mà đây mới chỉ là đoạn đường đến điểm trường chính. Những điểm trường phụ còn khó đi hơn và cách xa hàng chục km nữa. Vài năm trước, khi chưa có khu nhà ăn và phòng ở cho học sinh nội trú, thầy cô trường Suối Quyền vẫn nhớ như in cái vất vả của những em ở xa khi phải dựng lều gần trường để học. Ăn uống kham khổ, sinh hoạt thiếu thốn, nhưng đáng lo nhất là nguy hiểm trong những ngày mưa bão khắc nghiệt miền núi. Nhờ chính sách nội trú và sự tận tụy của các thầy cô, việc ăn học của nhiều em có hoàn cảnh khó khăn đã được cải thiện rất nhiều. Cả trường Suối Quyền có 384 học sinh, đều là những dân tộc thiểu số. Điểm trường chính có 172 em, thì 52 em nhà xa nhất được hỗ trợ chế độ nội trú. Đã không còn cái cảnh 3-4 em hì hụi bắt bếp tự nấu cơm. Cơm chưa chín kỹ thì đã hết sạch vì quá đói. Các em nay đã được thầy cô chăm lo đầy đủ hơn, được trở lại đúng với cái vô tư của tuổi học trò, biết ăn, biết học hành là ngoan. Những bữa cơm ấm áp tình thương này chính là sự san sẻ, lời động viên thiết thực nhất cho các em tiếp tục nỗ lực trên hành trình học tập. À, đây là thầy Vinh, hiệu trưởng của trường anh ạ. Chào thầy ạ. Chào thầy. Chào Phan Anh. Dạ, chào thầy ạ. Anh Vân, dạ, vâng. Rất vui được gặp thầy. Vâng, hôm nay bọn em đến từ chương trình Bếp Yêu Thương ạ. Dạ. Và đến thăm trường mình thì được biết là trường mình có hơn 100 em học sinh ở trung tâm chính đúng không thầy? Đúng rồi. Dạ. Đây là điểm trường chính của nhà trường. Dạ. Có quá nửa học sinh thì ở khu vực này. À, còn lại nhà trường còn 4 khu vực khác nữa, còn ở rất xa và khó khăn hơn rất nhiều so với điểm này. Còn xa nữa. Còn xa nhiều nữa, các em đi học rất là khó khăn vất vả. Rồi. Bọn em thấy là đường rất là dốc, lại còn nhiều sỏi đá như thế, nếu mà trời mưa thì chắc là nguy hiểm lắm không ạ? À, hàng ngày thì các thầy cô đều phải đi như vậy. Mỗi ngày ít nhất là 2 lượt, một lượt đi lên và một lượt đi về. Các cháu còn đi xa nữa, ví dụ có những cháu có thể phải đi đường xa đến 25 và 30 cây số mới đến được điểm trường này để đi học. Đó. Thế là các bạn ấy sẽ phải bán trú tại trường đúng không ạ? Đúng rồi. Cho nên là có một số là các cháu phải ở trực tiếp tại trường. Và các thầy cô cùng với nhà trường là phục vụ các cháu về việc ăn uống, có bếp tập thể. Thế ngày trước mà khi mà chưa có lớp học bán trú thì sao ạ?
đó là các cháu sẽ hàng ngày phải mang cơm ở nhà đi, và đầu tuần khi đi thì mang theo một chút gạo, một chút rau và muối đấy, cùng với lại ớt. Đấy là những thực phẩm cơ bản nhất của các cháu khi chưa được nhà nước quan tâm có chế độ giúp đỡ cho các cháu. Sau khi nhà nước có quan tâm chế độ thì đã xây dựng cho các cháu khu vực ở, khu vực bếp ăn. Đấy. Còn trước kia là các cháu phải dựng lều ở tạm, các thầy cô dựng lều cho các cháu ở tạm đó. Vâng, tốt quá. Thế bây giờ thầy có thể đưa bọn em đi thăm cái căn bếp của nhà trường không? Dạ vâng, xin mời Phan Anh, xin mời Thanh Vân. Dạ vâng ạ. Đây là đây. Cả khu này là bếp của trường. Đây, tất cả khu này là khu ở của các cháu và cả bếp luôn. Dưới thiệu với mọi người, đây là bếp nhà trường phục vụ các cháu. Anh chị ạ. Đây là cô giáo Hoa, người chăm lo cho các cháu và giúp các cháu trong vấn đề bếp ăn ngày hôm nay. Rất vui được gặp chị. Vất vả quá. Em chào anh. Chị ơi, thế bây giờ bọn em có thể giúp anh chị một chút trong công việc chuẩn bị thức ăn cho các con rồi, tại vì cũng sắp đến giờ ăn trưa. Rồi thế thì vui quá, mời các em. Bọn em có thể. Đây là món trưa nay. Từ cuối năm trước, góc bếp yêu thương của trường Suối Quyền có thêm một thành viên đặc biệt, em Lý Toàn Lai. Lai không thuộc diện học sinh nội trú, nhưng những buổi trưa, nhìn cậu học trò bé bỏng một mình nhịn đói, chờ mẹ đón, các thầy cô không đành lòng, thường nấu thêm cho em một phần cơm. Những bữa trưa quê quần cùng anh chị không chỉ ngon và no bụng, mà còn giúp Lai phần nào quên đi buồn tủi vì số phận không may mắn của mình. Cha mẹ Lai chẳng thể nào quên cái ngày bất hạnh tháng 10 năm ngoái. Trong một chiều lên rẫy về muộn, Lai bị rắn cắn. Nhà nghèo không có tiền, cha mẹ mang em đến chỗ thầy Lan. Bệnh chữa mãi không hết, còn Lan thì không nhớ, đã khóc và ngất xỉu bao lần vì đau đớn, sợ hãi. 10 ngày sau, khi mẹ Lai đến khóc với các thầy cô, mọi người trong trường góp tiền đưa em đi bệnh viện. Chân Lai đã hoại tử và phải cưa một đoạn gần đến gối. Khó mà tưởng tượng, cậu bé mới hơn 10 tuổi đầu này đã đối mặt số phận thế nào. Còn cha mẹ Lai, có lời nào diễn tả được nỗi đau sinh con ra lành lặn mà chưa kịp lớn khôn đã khiếm khuyết hình hài. Gánh nặng gia đình 7 đứa con càng nặng thêm sau biến cố của Lai. Tiền phẫu thuật, thuốc thang, cả thảy gần 20 triệu đồng. Cha mẹ phải chạy vậy vay mượn khắp nơi, không còn đủ tiền lắp cho em một cái chân giả. Bữa cơm của gia đình đến đứa em út chưa đầy 2 tuổi cũng chỉ có chút cơm và canh rau, cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Từ ngày khuyết tật, Lai ít nói hẳn. Cậu học trò hiếu động ngày nào, nay chỉ lặng lẽ ra vào quanh nhà. Nhưng cái sức sống mạnh mẽ như cây ngoài rừng của người miền núi không cho em tuyệt vọng. Nghe lời thầy cô, em tích góp cho tương lai bằng cái chữ. Không có sức cán đáng việc nương rẫy thì càng phải cố học giỏi để mai này kiếm công việc khác
tự nuôi sống bản thân. Con đường đến trường vốn dĩ rất gần, giờ đây bỗng trở nên xa. Nhưng gia đình và bản thân Lai đều hiểu, chỉ con đường này mang cho em hy vọng. Lai chịu khó lắm, em đã tự tập dùng mạng gỗ đi lại ở những chỗ đất bằng quanh nhà. Nhưng con đường dốc đứng đến trường, em đành dựa vào đôi chân của mẹ. Những ngày nắng, ngày mưa, nằm trên lưng mẹ, Lai cứ mong ước, giá như mình có cái chân giả, em sẽ tự đến trường bằng chính đôi chân của mình, không làm gánh nặng của mẹ nữa. Thực sự là em nhìn chân của cháu thì em rất là thương. Chị có thể chia sẻ vì sao mà cháu lại bị bắt vào bên chân này không ạ? Thì trước thì nó đi học về thì thất tối rồi, như là đi đến nhà thì ăn cơm xong thì phải đi xem giường. Đi giường thì số phận không may, như là gặp vị rắn cắn, là đi ngoài là xuống 15 ngày là không khỏi, mang về xuống 10 ngày cũng không khỏi. Mà nằm viện á, nay có thấy sợ không? Có. Sổ khóc, chả biết thế nào luôn. Khóc à, 2 đêm 2 ngày. Không ăn được tí nào cơm đấy. Thế cái việc chân bị đau như thế có ảnh hưởng nhiều đến việc học của em không? Như là nghỉ mấy ngày như thế à, sắp hơn tháng như là vẫn đến nhà vẫn học được. À thế ạ. Là muốn làm chân giả cho nó đi học, như là không có tiền, không có cái gì. Lúc nào là phải mua nắng, là phải cóng đi. Là đến lúc thì phải việc là hơi nặng này, có khi con thì phải nghỉ một buổi. Thế có bao giờ Lai mong muốn rằng là mình sẽ tự đi đến trường mà không có phải nhờ mẹ không? Có. Lai đã thử bao giờ chưa? Thôi, nhiều lần rồi đấy. Nhiều lần mình đi nương thì không kịp về thì phải về thôi. Thế lúc mà đến trường ấy, khi mà đến giờ ra chơi á, thì các bạn rất là vui, các bạn tham gia rất nhiều hoạt động á. Thì còn Lai lúc đó thì khó khăn hơn thì Lai cảm thấy thế nào? Rất khó chịu. Rất khó chịu. Lai lúc đó Lai nghĩ gì trong đầu? Nếu mình có được chơi như bạn. Mình chỉ mong là được chơi như các bạn đúng không? Đúng. Thế Lai có mơ ước gì cho tương lai? Mơ ước em thầy trở thành bác sĩ. Bác sĩ xong rồi có quay trở lại đây để giúp cho bà con mình, chữa bệnh cho bà con mình không? Có. Đấy là một ước mơ rất là đáng quý. Bây giờ thì hoàn cảnh cháu thì nó cũng rất là khó khăn, gia đình mình cũng rất là khó khăn, nhưng mà em tin rằng là sẽ có những người, rồi xã hội mọi người cũng sẽ quan tâm, và Lai cũng sẽ sớm có chân giả thôi, để cho mình có thể thuận lợi để trong sinh hoạt và cố gắng là phấn đấu với ước mơ trở thành bác sĩ nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ trong giây lát để đến với phần trao quà cho bếp ăn của nhà trường và nhân vật thụ hưởng của chúng ta là bé Lai. Còn anh Phan Anh thân mến, bây giờ sẽ là lúc để anh vượt qua thử thách của mình. Em mời chị và bé Lai chúng ta sẽ cùng ủng hộ để cho anh Phan Anh vượt qua được thử thách trước mắt của chương trình nhé. Vâng. Cổ vũ cho anh nhé. Và bây giờ thử thách dành cho anh Phan Anh đó là trong vòng 30 phút anh sẽ phải bó xong 5 bó củi, và đặc biệt là anh sẽ phải vác từ dưới này lên trên kia phía góc bếp của chúng ta. Chúc anh may mắn. Thời gian 30 phút bắt đầu. Chưa thấy anh Vân có tín hiệu gì, hình như là cho đến thời điểm này thì Phan Anh vẫn còn rất là nhiều thời gian. Vân ơi! Em ở đâu? Nắng quá, em phải tìm chỗ trốn tại vì em thấy vất vả quá. Wow! Có củi to thế. Thế này mà đồng hành sao được? Từ đã,
anh sẽ phải có nhiệm vụ nữa đây là vác những bó củi này đi lên trên bếp và tít trên kia cơ, cho nên anh cứ từ từ nhá. Tóm lại lên bếp yêu thương đúng không? Rồi. Chốn nào nơi xa vời. Chúc may mắn. Trong vòng 28 phút và anh vẫn còn 2 phút nữa để thở. Thêm 2 bó nữa. Thôi. Thế là quá tuyệt vời rồi. Và bây giờ thì anh đã giành được phần thưởng là 15 triệu để dành tặng cho bếp ăn của nhà thương. Hoan hô. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ sẽ là phần trao quà của chương trình Bếp Yêu Thương dành tặng cho bếp của nhà trường. Chúng tôi xin được kính mời ông Nguyễn Thế Phương, đại diện nhà tài trợ nhãn hàng dầu ăn cao cấp Mezan, sẽ có một phần quà trị giá 15 triệu đồng tiền mặt và một năm sử dụng sản phẩm của dầu ăn cao cấp Mezan. Xin mời ông. Xin gửi tặng thầy chút quà từ nhãn hàng dầu thực vật cao cấp Mezan và xin kính chúc thầy cùng với các thầy cô giáo ở trong trường luôn mạnh khỏe để tiếp tục công việc rất là nhiều ý nghĩa này. Vâng. Thay mặt cho giáo viên và các em học sinh, trân trọng cảm ơn nhà tài trợ dầu ăn Mezan cùng các anh em trong đoàn. Tiếp theo thì chúng tôi sẽ có một phần quà dành tặng cho nhân vật thụ hưởng ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin được mời ông Phương, đại diện nhà tài trợ, sẽ trao 15 triệu đồng cho nhân vật thụ hưởng. Xin mời ạ. Xin gửi tặng gia đình chị một chút quà. Hy vọng là món quà nhỏ này sẽ giúp chia sẻ bớt khó khăn với gia đình chị và cũng là một lời động viên để cho cháu tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ học tập của mình. Chúc cho cháu Lai sẽ sớm khỏe mạnh và sẽ sớm có một chiếc chân giả để bạn ấy có thể đi học hàng ngày và thực hiện ước mơ làm bác sĩ của mình. Và hôm nay các bạn biết không, chú Phan Anh đã vượt qua một thử thách, đấy là bó được 5 bó củi cho chúng ta trong vòng 28 phút và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Vì vậy nên anh ấy sẽ giành được một phần quà trị giá 15 triệu đồng cho trường mình. Xin mời anh ạ. Và xin được gửi tặng nhà trường món quà này. Và cũng có một số món quà nhỏ em muốn gửi tặng đến các em học sinh. Mong thầy trao hộ. Vâng, xin cảm ơn anh Phan Anh, cảm ơn tất cả anh chị em trong đoàn. Và trên tay Thanh Vân lúc này là tấm lòng của những nhà hảo tâm, những mạnh thường quân đóng góp ủng hộ cho chương trình. Trước tiên là những phần quà dành tặng cho bếp của nhà trường. Anh chị Kim Nguyễn, Việt Kiều Mỹ ủng hộ bếp ăn nhà trường 100 đô la. Chị Huệ Châu, Việt Kiều Nhật ủng hộ 2 triệu đồng. Em Thành, Việt Kiều Nhật ủng hộ bếp 1 triệu đồng. Em xin gửi thầy ạ. Đó. Tiếp theo là những tấm lòng dành tặng cho nhân vật thụ hưởng của chúng ta là bé Lai. Em Thành, Việt Kiều Nhật ủng hộ nhân vật 1 triệu đồng. Và chị Huệ Châu, Việt Kiều Nhật ủng hộ nhân vật 2 triệu đồng. Xin tặng cho em. Vâng, thưa quý vị, và nếu như quý vị quan tâm đến chương trình của chúng tôi thì quý vị đừng quên truy cập vào trang web bepyeuthuong.vn và đừng quên đóng góp vào tài khoản của chương trình. Tài khoản báo Tuổi Trẻ số 1020-1000-0118-248, Ngân hàng Công Thương chi nhánh 3, thành phố Hồ Chí Minh với nội dung là ủng hộ chương trình Bếp Yêu Thương. Chúng tôi luôn luôn chờ đợi những tấm lòng hảo tâm của quý vị. Hôm nay đến với trường Trung học Cơ sở Suối Quyền, chúng tôi có 5 học bổng trao tặng cho 5 học sinh xuất sắc của trường. Và sau đây xin mời các em sẽ lên sân khấu để nhận những phần quà. Em Đặng Thị Lưu, người đỡ đầu là Đặng Nhân Kim, xin mời em lên sân khấu. Tiếp theo là em Triệu Tòn Pham, họ tên bố là Triệu Nhân Vạn. Em Lý Thị Trầy, bố là Lý Tiến Phúc. Em Triệu Tòn Trầy, bố là Lý Thị Ton. Và cuối cùng là bạn Đặng Tòn Lai, người đỡ đầu là Đặng Nho Vượng. Xin mời các bạn lên sân khấu để nhận quà. Và chúng tôi cũng mời ông Nguyễn Thế Phương và anh Phan Anh sẽ trao học bổng cho 5 bạn ạ. Xin mời ạ. Giỏi nhá. Ở trên sân khấu mà Đặng Em. Mà căng thẳng giỏi nhá. Các con vỗ tay cho bạn nào.
Và bây giờ thì chương trình Bếp Yêu Thương với sự sản xuất của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Đông Tây, báo Tuổi Trẻ và đặc biệt là với sự đồng hành của nhãn hàng dầu ăn cao cấp Mezan. Xin hẹn gặp lại quý vị vào 21 giờ tối thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại. Bếp yêu thương mang hạnh phúc từng ngày. Bếp yêu thương mong được luôn sẻ chia. Bếp yêu thương đang cần những tấm lòng chiều con tim tỏa lan trong tình thương.